Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Bà Mẹ Trẻ Khỏe Baby Combo Home nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một công thức dễ làm với nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm và còn dễ ăn nữa chứ. Nó có tên là bánh mì cơm nguội phô mai chảy. Nghe hấp dẫn chưa? Hãy cùng vào bếp với mình nhé. Đây là một công thức mình đã thử nghiệm 2 lần rồi. Lần đầu thì mình làm y chang công thức gốc ở YouTube Bếp Yên Bình, nhưng mà mình để lâu thì nó hơi bị cứng, nên là mình đã quyết định cho thêm cơm nguội. Cả nhà cũng có thể thay thế bằng bột gạo. Còn đối với lại cơm nguội á, thì hãy dùng cái chày mình giã nát hoặc là cho vào trong máy xay sinh tố. Tuy nhiên thì mình có cảm giác thích ăn cái gì đó nhai nhai hơn. Bánh mì mình cũng hay cho hạt nữa, nên là mình cho nguyên luôn. Ráng nữa hơi bị tốn công, để nhồi một chút xíu thôi kệ đi. Cho vào hỗn hợp bột thêm 20g đường, và mình cần có 130ml nước sôi. Mình nấu sôi nước lên và đổ trực tiếp vào hỗn hợp bột nha. Mình sẽ bắt đầu trộn xương xương thôi. Là lúc này bột nó đã hút nước vào rồi. Cho vào đây thêm là 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ mình sẽ xoa dầu ăn lên tay và nhồi nha. Lúc này thì cái hỗn hợp bột nó ấm lắm, nhồi rất là đã luôn cả nhà. Nhồi thêm một lúc nữa thì bắt đầu nó sẽ không còn dính tay nữa. Nếu mà cảm thấy là cái phần bột của chúng ta nó hơi bị khô thì mình cho thêm tí tẹo 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 là nước sôi. Còn nếu mà thấy hơi ướt thì mình cho thêm bột khô vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải có một cái bề mặt hay là cái tấm để mình làm bánh mì á, mình dùng để tấm silicone, đúng rồi, chính xác cái tên là tấm silicone. Mình cũng trét dầu ăn lên cái tấm đó trước và mình nhồi thêm khoảng cỡ 5 phút nữa, đến khi mà nó cảm thấy là nó mịn rồi thì lúc đó là cái hỗn hợp bột của chúng ta đã được rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo hình nha. Mình sẽ bắt đầu vo cho nó thuôn thuôn dài ra, dùng cái đồ chia bột hoặc là cái dao cái kéo gì á, mình cắt thành những cái phần bằng nhau. Mắt mình biết dao không bao giờ có thể chia đều được những cái khúc này, thế nào cũng có cục bự, cũng có cục nhỏ, nên là cả nhà nhớ cẩn thận một chút xíu nha. Bây giờ mình đã có hết tất cả những cục bột như vậy, mình sẽ tiến hành lộn ở bên trong ra bên ngoài, bởi vì cái lớp bên ngoài nó dễ bị khô, còn ở bên trong thì nó vẫn còn ẩm á. Mình sẽ lộn ra thành một cục tròn như vậy. Lộn hết tất cả thì mình sẽ vo 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 nhẹ 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 ở trên lòng bàn tay và tiến hành mình tạo hình. Mình sẽ làm giống như cái tổ chim vậy á, tức là bên trong nó bị trũng, còn bên ngoài thì nó lại nhô cao lên. Trời, mô tả khó hiểu quá ta. Nhìn giống như cái tô đi. Đó, cái tô cho dễ hiểu nha. Thì mình sẽ bỏ nhân vào trong đó. Thì hôm nay mình dùng hai loại nhân tất cả. Trong công thức gốc thì chỉ dùng là đường thôi. Và đến khi mà làm xong á thì nó sẽ chảy cái phần đường ra. Còn ở đây thì mình có phô mai, mình sẽ cho vào để làm thành cái lớp phô mai chảy. Đối với phần đường cát thì mình sẽ cho vào trong nhân như thế này, và nhớ là phải túm lại kỹ kỹ, không thôi lát nó lòi phèo chảy ra tùm lum tà la đó. Rồi, sau khi tất cả những cái em mũm mĩm này đều đã được nhân ở bên trong thì mình sẽ tiến hành là đun sôi dầu và mình đem mấy em ấy đi chiên nha. Ui, còn một cái bước rất là quan trọng nhưng mà mình đã quên quay rồi. Đó là sau khi làm xong mấy cái cục tròn tròn như vậy á, thì lấy cái tay ấn nhẹ nó xuống để nó dẹp lép, rồi mới cho vô chiên như thế này. Rồi bắt đầu sẽ cảm thấy em nó hơi phồng nhẹ lên một chút xíu và vàng đều hai mặt, thì lúc đó mình sẽ lấy ra nha. Đây nè, vàng tươi rồi nha. Giờ mình sẽ bóc ra thử. Những cái em nào á mà có đường bên trong thì nó sẽ chảy cái hỗn hợp đường ra, còn em nào á mà có phô mai thì nó sẽ chảy phô mai ra, nhìn khá là hấp dẫn. Nhưng mà món này mình nói trước là mình cần phải ăn nóng nha, chứ để nguội á thì cái phô mai nó cũng không chảy, đường nó cũng không chảy, nó bị ngấm vô bên trong luôn. Và để lâu á thì nó cũng sẽ hơi cứng một chút xíu, vì mình không có dùng thêm các loại bột khác á. Thì mong là cả nhà sẽ thử công thức này, vì mình cảm thấy nó khá là dễ và cũng ngon nữa. Chúc cả nhà sẽ làm thành công với cái công thức này nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại nha.